Chào tất cả anh em, hôm nay mình làm cái clip giới thiệu cái lợp ếch bên mình đang bán. Thì anh em thấy cái mẫu này, mẫu nó tốt nhất nha anh em, mẫu tốt nhất rồi, nó bền nhất rồi. Đây, lưới mạ chì chống rỉ sét nha anh em, lỗ là lỗ lưới là 5 ly, rất là dày, rất là cứng nha. Này là bao bền, bao mớp cho anh em luôn, hôm tre hai dây hai bên là tăng giảm cái độ cứng hay độ lỏng của hôm nè. Các bạn muốn sao thì cứ tăng hai dây hai bên. Phía sau này là cái chỗ đổ cá đổ ếch ra hoặc là bỏ mồi vô. Kích thước của cái bẫy này là nó dài nè, cái này mình mở cái móc ra là mình mở được cái lỗ phía sau ra nè, mở cửa phía sau nè, mình bỏ mồi vô hoặc là mình đổ ếch ra thì gần cái cửa này đó, xong rồi cái mình móc lại nó dễ đó. Kích thước là dài 28 cm, rộng 12 cm nha anh em. Mồi bẫy ếch thì nó cũng đơn giản, các anh em mà ở gần chợ thì ra ngoài chợ á, xin mấy cô mà bán cá đồ đó, xin cái đầu cá ruột cá người ta mằn ra người ta hờ đó, mình xin về rồi mình trộn chung với dầu chuối hoặc ngũ vị hương đó, mình sẽ bẫy được nha anh em. Chung mà bên mình cũng có cung cấp ngũ vị hương để cho anh em bẫy ếch, bẫy cua, bẫy lươn đồ đó, nào cần liên hệ mình. Zalo mình là 0936059090 nha anh em, 0936059090 đó là Zalo mình. Anh em nhắn tin trực tiếp vào Zalo mình trả lời cho anh em rất là nhanh luôn. Chào tất cả anh em nha. Hàng mình ship toàn quốc nha anh em.